là chương trình Thế sự Thăng Trầm do Phương Thanh thực hiện hàng tuần vào lúc 9 giờ tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu trên hệ thống của Đài Truyền hình Việt Nam America Nam Bắc California và trên hệ thống điện toán toàn cầu vnatv573.com. Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay được bảo trợ đặc biệt bởi công ty dược thảo Rêu Hoàng Hậu. Rêu Hoàng Hậu là một sản phẩm rất nổi tiếng của Nhật với hai tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ISO 9001 và GMP. Mỗi tuần kính mời quý vị đón coi hai chương trình talk show của chúng tôi được thực hiện vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy và 7 giờ 30 phút tối Chủ nhật để biết thêm nhiều chi tiết có lợi cho sức khỏe hơn. Nếu quý vị có bất cứ điều chi thắc mắc, xin liên lạc trực tiếp với Phương Thanh 714-260-7311. 714-260-7311. Xin cảm ơn quý vị. Mở đầu chương trình hôm nay, Phương Thanh sẽ mời quý vị nghe một bản tin với chủ đề là Rò rỉ những ghi âm CNN bàn luận dùng vụ khủng bố 11 tháng 9 để uy hiếp Tổng thống Trump chuyển giao quyền lực. Vào tối ngày 2 tháng 12, Tổng thống Donald Trump đã tweet một bản tin từ tài khoản của James O'Keefe, người phụ trách tổ chức tin tức phi lợi nhuận Project Veritas, chuyên vạch trần khuynh hướng cánh tả và hủ bại. Không rõ làm cách nào, tổ chức này đã ghi âm được các cuộc họp qua điện thoại của ban biên tập truyền hình CNN, là một trong những hãng truyền thông mà Tổng thống Trump luôn gọi là hãng tin giả. Ông James O'Keefe cam kết rằng bắt đầu từ 7 giờ tối ngày 1 tháng 12 giờ Hoa Kỳ sẽ liên tiếp công bố ghi âm các cuộc họp buổi sáng của CNN. Trong ghi âm đầu tiên được ông đưa ra, biên tập cấp cao và tổng giám đốc của CNN đang thương lượng về biện pháp cụ thể làm thế nào để buộc Tổng thống Trump chuyển giao quyền lực. Trong đó, hai người nói rằng hãy dùng ví dụ tòa tháp đôi bị đổ sập để uy hiếp Tổng thống Trump. Theo một bài viết được Tổng thống Trump chia sẻ trên trang Red State, được ký tên bởi Mike Mueller, đoạn đầu có viết như sau. Là một cây bút chính trị lâu năm, một trong những mục tiêu yêu thích của tôi là CNN. Tôi rất thích đốt bỏ cái cơ quan truyền thông tự gọi mình là cái tên đáng tin nhất trong giới báo chí một cách lố bịch. Tôi đính kèm thương hiệu này để bồi thêm một cú nữa, như là một mô tả sai lệch nực cười về một đài truyền thông đã trải qua 8 năm như là một đài tin tức riêng của Obama, 4 năm như là một đài tin tức về nội hội chứng hỗn loạn của Trump và bây giờ biến hình một cách chóng mặt thành cơ quan ngôn luận cho Joe Biden. Vâng thưa quý vị, trong phần đầu tiên này thì cái việc mà làm cho người ta sốc nhất là một cuộc gọi. Ở trong cuộc gọi là nhà sản xuất thực địa Stephanie Baker yêu cầu hãng tin thảo luận về khả năng một vụ tấn công khủng bố 911 khác có thể xảy ra nếu Tổng thống Trump không hỗ trợ quá trình chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden. Về vấn đề tại sao phải làm cho quá trình chuyển giao diễn ra đứng đắn là quan trọng, báo cáo của Ủy ban 911 nói là một trong những vấn đề khi lúc đó là thất bại trong quá trình chuyển giao. Vì vậy, nếu muốn có một ví dụ cụ thể về điều này và hoặc là các điều gì sẽ xảy ra khi không có quá trình chuyển giao tốt thì hãy nhìn vào tòa tháp đôi. Đoạn này ý nói là họ sẽ hăm dọa Tổng thống Trump nếu Tổng thống Trump không chịu giao quyền lực cho ông Joe Biden thì họ sẽ hăm dọa là có thể là sẽ có một cái vụ 911 tiếp theo hoặc là có những cái điều xấu mà nó có thể xảy đến giống như 911 vậy. Và điều thứ hai, cái đoạn ghi âm thứ hai miêu tả Tổng thống Trump như một kẻ thất thường và tuyệt vọng. Jeff Zucker cho biết là ông ta muốn nhấn mạnh lại một lần nữa. Ông ta nói, tôi cho rằng chúng ta không thể bình thường hóa những gì xảy ra ở tuần trước đối với Trump và cách hành xử của Trump. Tôi nhắc lại điều David nói. David Chalian đã nói rằng, hãy miêu tả đây là một tổng thống, là một người biết mình đang bị thua, là một người biết mình đang gặp rắc rối vì bệnh COVID-19. Không rõ ông ta có bị các triệu chứng sau bệnh hay không, tôi không biết, nhưng mà ông ta đang hành xử một cách thất thường và tuyệt vọng. Và chúng ta không được bình thường hóa cái đó. Quý vị cũng biết rồi đó, đó chính là điều chúng ta hy vọng xảy ra trong 3 năm rưỡi, 4 năm qua. Nhưng hiển nhiên qua thời gian đã làm trầm trọng thêm. Qua những gì chúng ta đã làm và những gì ông Trump đã làm, tôi cho rằng chúng ta không thể để nó bình thường hóa được. Ông ta phải là một người được mọi người biết là đâu đâu cũng hành xử thất thường và vô lý. Và tôi nghĩ rằng chúng ta phải lái mọi chuyện theo hướng đó. Đó là đoạn ghi âm thứ hai. Họ bắt buộc là mọi người ở trong
trong đài CNN, tất cả mọi người làm việc đều phải cho mọi người biết là Tổng thống Trump là một người vô cùng thất thường và bị biến chứng bởi những bệnh dịch hoặc là bất cứ điều gì mà cho là Tổng thống Trump khùng điên điên, thì đó là mục tiêu của họ. Và đoạn ghi âm thứ ba, họ phải làm sao họ nói rằng ông Tucker Carlson phân biệt chủng tộc. Thưa quý vị, trong các buổi họp qua điện thoại lúc 9 giờ sáng hàng ngày ở CNN, những nhân vật lãnh đạo hàng đầu cho rằng đối thủ của họ, tức là Fox News, hay là cụ thể hơn tức là ông Tucker Carlson, là phân biệt chủng tộc và truyền tin sai sự thật. Băng ghi âm cho thấy, Marcus Marbury, phó giám đốc chương trình toàn cầu của CNN, đã nói là đúng rồi, tôi định nói rằng nếu anh hoặc chị định tường thuật chuyện đó, không thể nào tránh được việc phải nói về sự phân biệt chủng tộc rõ ràng hoặc trần trụi của Tucker Carlson. Mọi người biết là mình phải làm chuyện đó một cách gọi là khéo léo và tinh vi. Những đài truyền thông của Trump như các vị thấy đó đã lập tức chuyển sang thôi được rồi, tạm để đó, việc vạch mặt ra bộ mặt thật trở nên đã không có ý nghĩa vào thời gian này nữa. Chúng ta không thể cáo buộc, bê bối và kỳ vọng rằng mọi người sẽ tin và nghe theo. Vì vậy, tôi cho rằng chúng ta không nên tiếp tục nhắc lại những bôi nhọ không quan trọng nữa nếu chỉ vì các hãng truyền thông cánh hữu gợi ý rằng chúng ta nên làm như thế. Và đó là những cái tin họ bàn luận với nhau ở trong cái chương trình bản họp buổi sáng, mỗi một buổi sáng của CNN thì đã bị ghi âm lại, và bây giờ họ mới lộ, càng ngày lộ ra, và mỗi một ngày thì cái ông mà thu được cái bản tin này, thì những cái cuộc ghi âm này, ông nói là mỗi một ngày đều lộ ra một ít tin tức về những gì mà CNN đã cấu kết với Đảng Dân Chủ, cũng như là dĩ nhiên là với Đảng Cộng sản Trung Quốc của Đảng Tập Cận Bình rồi, để mà làm chuyện này, và dĩ nhiên họ sẽ được rất 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 nhiều tiền. Và đó là những điều bây giờ tự nhiên nó xảy ra. Cho nên Tổng thống Trump thường nói là hãng CNN là một hãng không thể tin được. Nhưng mà chớ trêu thay, quý vị thấy tất cả những tin tức hiện nay đưa ra toàn là lấy từ CNN. Tất cả những đài truyền thông của Việt ngữ tại đây cũng vậy, họ hãnh diện vì họ lấy từ CNN. Họ vỗ ngực, họ nói chúng tôi lấy toàn là tin từ CNN không thôi, mà quý vị chê trách thì đâu có được. Cho nên chúng ta mới hiểu được rằng cái vấn đề truyền thông nó vô cùng quan trọng trong cách hướng dẫn cho tất cả mọi người. Tại vì họ tin vào những cơ quan truyền thông lớn, và CNN là cơ quan truyền thông lớn nhất, và từ xưa đến bây giờ tất cả mọi người đều, họ đều tin tưởng vào CNN. Mà hiện nay chúng ta thấy chúng ta không bao giờ tin được. Ngay cả Fox News là trước kia là một cái đài truyền hình, là một cái đài truyền thông gọi là ủng hộ Tổng thống Trump tích cực nhất, chúng ta vẫn tin tưởng họ. Nhưng mà rồi sao? Họ cũng vẫn vì đồng tiền để mà có thể thay đổi thôi. Hiện nay Phương Thanh vẫn thường gửi thưa quý vị là chúng ta sẽ chuyển qua Newsmax TV để coi, hoặc là coi Đại Kỷ Nguyên. Những tờ báo thì có Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh, Đại Kỷ Nguyên tiếng Việt, tức là Epoch Times đó quý vị. Epoch tiếng gọi mình dịch qua tiếng Việt là Đại Kỷ Nguyên. Rồi coi OANN, mình coi những cơ quan truyền thông cánh hữu để có thể biết được những tin tức. Hiện nay biết bao nhiêu tin tức về những chuyện bầu cử mà cả nghĩa là toàn dân Hoa Kỳ, mà ngay cả các nước trên thế giới họ cũng đang chăm chú để họ theo dõi. Nhưng mà mình không có, nhiều khi mình không thể phân biệt được cái nào là thật và cái nào là giả. Và chúng ta phải tìm theo, nghĩa là những cái bản tin Phương Thanh gửi cho quý vị thường thường là lấy từ những tin tức từ Epoch Times, rồi những cái đài Newsmax TV. Bây giờ mình phải chuyển qua để mình có thể lấy được những bản tin rất là tích cực. Ở hiện nay cũng vậy, những YouTuber họ cũng làm rất nhiều bản tin, nhưng mà Phương Thanh lại cũng rất ngại. Mỗi một lần nghe thấy cái chủ đề thì mình, thứ nhất là không có thì giờ nhiều, một ngày có 24 tiếng chia ra không đủ để mình coi. Họ viết những cái chủ đề rất là kêu mình, làm như là giống như là nghĩa là kích thích mọi cái sự tò mò của nhiều người. Nhưng mà khi mình mở vào trong đó, mình coi mình chẳng thấy cái gì, nó không, những là cái tin ở trong đó không hề dính dáng tới cái chủ đề họ nêu ra. Thì bởi vậy cho nên mình, cái sự chọn lựa của mình rất là khó khăn và mất thì giờ nữa. Phương Thanh hy vọng là những cái bản tin mà Phương Thanh chọn lựa gửi đến cho quý vị, nó sẽ trung thực và nó sẽ không có đi ngược lại với những cái đạo đức truyền thông.
Và Phương Thanh hy vọng quý vị cũng sẽ ủng hộ những cái, nghĩa là những cái điều mà Phương Thanh nói về Tổng thống Trump là nói thật và nói những cái điều không có hề sai lệch. Phương Thanh cũng cảm ơn rất nhiều quý khán thính giả đã gọi, và có nhiều các bác các chú nhiều khi nói rằng rất tin tưởng ở chương trình Thế Sự Thăng Trầm, cho nên cũng các bác các chú thường nghe, và nhiều khi không có tiện để mà mở các YouTube coi, hoặc là đi coi những cái đài như là trên TV chẳng à, những ở trên coi như Twitter, hoặc là coi những cái livestream đó. Thành thử các chú các bác cũng nhiều khi cũng không biết, có nhiều người không có rành rẽ về cái đó, cho nên đã coi chương trình Thế Sự Thăng Trầm. Và Phương Thanh hy vọng là Phương Thanh sẽ cứ giữ vững lập trường để có thể phục vụ quý vị, và mong là quý vị vẫn ủng hộ Tổng thống Trump như chúng ta đã từng ủng hộ, để có thể chúng ta có thể giúp cho Tổng thống có những cái sự tự tin, cũng như là Tổng thống Trump thì rất là tự tin rồi, nhưng mà ông sẽ không cảm thấy cô đơn trong cái trong những việc mà việc làm tới đây. Có rất nhiều người họ nói, đặt ra câu hỏi tại sao có nhiều những cái tin tức của những đài truyền thông ở đây, họ nói bên Tổng thống Trump thì cứ nói là những cuộc bầu cử gian lận mà lại không đưa ra được bằng chứng. Thì quý vị biết, trong những cái tiểu bang đang tranh chấp bây giờ, những người luật sư của Tổng thống Trump họ đưa lên trên các tòa án của ở tiểu bang, thì dĩ nhiên họ đưa những một số bằng chứng nhỏ nhỏ thôi. Tại vì họ biết chắc là những tiểu bang đó sẽ không bao giờ xử sự một cách gọi là xử án một cách công minh cả. Cho nên họ sẵn sàng phủ quyết, họ sẽ gạt hết, ngay cả những nhân chứng vật chứng đưa ra họ đều nói là không đủ bằng chứng. Họ vẫn nói là không đủ bằng chứng và họ không chấp nhận. Họ từ chối thì lúc đó mới là theo cái thủ tục hành chính thì những luật sư của Tổng thống Trump mới đưa lên tối cao pháp viện của liên bang được. Thành thử đó là những câu hỏi trả lời cho quý vị biết, quý vị cứ kiên nhẫn chờ đợi. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế Sự Thăng Trầm. Phương Thanh sẽ xin mời quý vị bấm vào nút subscribe và nhấn chuông để có thể tiếp nhận những chương trình mới. Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại.